Trong buổi lễ trang trọng tại cung điện hoàng gia ở thủ đô Stockholm, các ca sĩ của ban nhạc ABBA đã được vua Carl XVI Gustav trao huy chương vì những đóng góp xuất sắc cho đời sống âm nhạc Thụy Điển và quốc tế. Ban nhạc gồm 4 thành viên là Agneta von Kork, Jörg Unvaeus, Benny Andersson và Annie Fritz là những người hiện đã ở tuổi 70 và hiếm khi xuất hiện trước công chúng khi ban nhạc tan rã. Ban nhạc huyền thoại được thành lập vào năm 1972 và tách ra vào đầu những năm 1980, đã bán được ước tính khoảng 385 triệu đĩa và vẫn thu hút đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới với những bản hit lâu đời như Dancing Queen, Thank You for the Music và Fernando. Năm 2024 cũng đánh dấu 50 năm kể từ khi ABBA giành chiến thắng trong trận chung kết cuộc thi bài hát Eurovision tại Anh vào năm 1978 với ca khúc nổi tiếng Waterloo. Huân chương Hoàng gia Vác Xa được trao tặng để ghi nhận những nỗ lực của một cá nhân đối với đất nước Thụy Điển hoặc vì lợi ích của Thụy Điển, cũng như việc thực hiện thành công các nghĩa vụ và nhiệm vụ cộng đồng. Kể từ năm 1975, Thụy Điển chỉ trao huân chương Vác Xa cho công dân nước ngoài. Và sau 5 thập kỷ, danh hiệu cao quý này mới được tiếp tục trao cho công dân trong nước.